mà để chai nước ở đây cứ mang mang nước đi làm gì nhỉ ờ, cái gì nhỉ nhân cái chuyện này thì đây là cái mộc 2 năm còn chuyện nó gây tranh cãi thì cũng rất là nhiều mộc mộc hai năm đang báo lụ báo hoa thì tôi cũng nói rất là nhiều cái mấu chốt của các bạn ấy, ấy có cái bạn nghiệp này tôi lại phải bật wifi lên để tôi bắt thì uh, câu hỏi của bạn ấy từ từ để tôi nếm nét đã câu hỏi của bạn ấy là em chào anh tuân em tên nghiệp ở phúc yên vĩnh phúc gia đình em có mảnh đất 1 400 trăm mét đất đồi đã san bà phẳng mặt bằng hiện tại em chưa biết trồng cây gì để có hiệu quả kinh tế anh chỉ và tư vấn giúp em với ạ à. em cảm ơn anh em đã theo dõi anh rất nhiều trên mạng xã hội và nhiều lần muốn hỏi anh nhưng ngại mong anh chỉ với ạ à. đấy câu nhiều nhiều bạn lắm nhiều bạn bạn ấy hỏi là ví dụ như mà trồng cây gì nuôi con gì xong rồi à, tức là người ta đau đáu về cái vấn đề là là làm thế nào ấy xong rồi à, còn nhiều bạn ở trên nông nghiệp ấy à, thì lần trước tôi có kể cho các bạn rồi ví dụ như là ở đây thì cái nhà vườn ánh huyền nó cũng nhà vườn cũng lớn nhất nhì của khu vực mê linh ấy cũng hỏi những cái câu hỏi là em không cần biết anh, anh là trồng cái gì nuôi con gì em bây giờ em chỉ có mối đau đáu là làm thế nào để nắm người theo dõi thôi đấy và là nói là có người nghe và đe thì có người sợ đấy còn tức là phân theo từng lớp từng lớp có những người thì uh, người ta muốn là mình tư vấn xem là trồng cây gì nuôi con gì thì uh, tôi bảo là thứ nhất là các bạn trồng cây gì nuôi con gì cũng không không quan trọng bằng cái việc là uh, thì đến cái giai đoạn là qua cái giai đoạn trồng cây gì nuôi con gì rồi nha là cái ánh huyền nó biết là trồng cây gì nuôi con gì rồi ví dụ nó trồng cây hoa hồng nó trồng cây lọ cây kia nhưng mà nó muốn đạt hiệu quả cao thì nó lại bảo bây giờ em quan trọng nhất là phải nắm người theo dõi. Xong rồi như trên nông nghiệp ấy thì hôm qua lại hai vợ chồng thì ô ôm tôi. Nhưng mà con thằng à, mạnh ấy thì nó có bảo là nắm người ghét mày nắm đấy. Nhưng mà các bạn ấy thì vẫn vẫn à, cứ cứ hay cũng là kiểu thân thiết với mình ấy. Tôi không biết bề lỗi hay bề mặt. Nhưng mà đại ý là à, anh anh làm thế nào để à, bảo em là để nắm người theo dõi như anh hoặc là 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 quay một video mà lắm người theo dõi hoặc là lắm người tương tác xong rồi mua hàng xong rồi bán hàng nhanh như anh hoặc thế nọ thế kia ấy thì nó cũng là cái vấn đề về sau tại vì khi các bạn đặt câu hỏi là trồng cái gì nuôi con gì nhưng mà các bạn phải hình dung là đang ở cái đất giữa cái nàng khoa cây cảnh này nó khác với các bạn ở vĩnh yên vĩnh phúc hay thế nọ thế kia các bạn chưa có đầu ra lúc ấy thì lại chửi tôi như là tôi bảo các bạn trồng mộc hương thì các bạn này bảo là tổ uh, xong rồi sau đấy 2 năm hoặc 3 năm các bạn không bán được lại tổ tiên sư nhà anh Anh bảo em trồng nhưng anh có bao tiêu cho em hay không Đấy và bây giờ em bán là bằng cách nào Đấy nhiều bạn bây giờ Ví dụ như nhà vườn Ánh Nguyên hoặc nhiều anh em Ví dụ như em Quý hoặc em Hùng hoặc là Bao nhiêu người vậy Xong rồi nhiều bạn thì bạn ấy bảo là uh, Cái cái suy nghĩ ngày xưa ấy Bạn bảo là là Cái bạn, tức là bạn thân của bạn ấy ấy Ui cá kìa Ui dồi ôi Toàn chép các ông ạ à. Đây 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 tôi phóng lên cho các ông xem việt anh việt yếc này đây đây mẹ đéo phóng được này rất nhiều chép nhá từ từ để tôi 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 phóng ra ôi sóng ở đây nét thế nhỉ từ từ tôi sẽ ngồi tôi tôi đéo phóng được lên Đéo hết đầu bình thường là cách cái này xong rồi tôi phóng đầy 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 cái chép này đấy chép này đấy còn bây giờ sẽ nói về cái chủ đề chính nhỉ chủ đề chính là là các bạn muốn giàu phải không muốn giàu nhưng mà các bạn bí ý tưởng không biết trồng cái gì không biết làm thế nào không biết nắm người theo dõi như thế nào xong rồi đến cái giai đoạn của tôi như thế này ấy các bạn biết là 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 mình bây giờ là cũng không thiết tha về tiền xong rồi tình dục thì nó cũng 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 hạn hẹp đi đâu là chỉ cần là thứ nhất là có sóng có cái điện thoại nó lét sóng căng xong rồi một chai sở tinh một bao thăng long, một cái bật lửa. Thế là quần đảo và bán được hàng. Nhưng mà để 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 cái đến cái giai đoạn của tôi ấy, thì tôi sẽ giải quyết cái vấn đề của các bạn ấy trước. Như là trồng cây gì nuôi con gì. Thì tôi bảo đến cái giai đoạn này tất cả mọi thứ nó đều giảm giá. Thì nói chung là bây giờ mà xui các bạn bảo trồng mộc hương hay trồng nhài kép hay là trồng thế nọ thế kia. Có rất là nhiều, ví dụ hôm qua thì tôi có một cái video, à tôi xem được cái video mà người ta đang làm theo tiêu chuẩn việt gấp ấy việt gáp việt cấp gì đấy tức là rau như này này phun ít xong phải nhặt cỏ thủ công mà bây giờ người ta phải từ bỏ tem mát của việt gấp việt gáp ra để người ta cạnh à, tức là người ta bán theo cái kiểu tức là rau ở văn đức ấy tôi nói luôn cái địa, địa chỉ mà hôm qua là cái dân việt nó có bà nó có nói Tức là người ta đang sản xuất theo tiêu chuẩn Việt gấp, Việt gáp thì tôi cũng chả biết là tiêu chuẩn thì nó gồm những gì. Nhưng mà đại ý là ít phun. Và nhặt cỏ là phải nhặt thủ công bằng tay chứ người ta không phun phun thuốc cỏ. Nhưng mà khả năng tiêu thụ vào siêu thị giá thì có được cao mẹ đâu so với cả uh, cái kiểu rau nó không Việt gấp ấy, Việt gáp ấy thì nó được 3.000 một cân nhưng mà hình như 3.000 cân gì đấy tức là giá nó cũng không phải cao theo cái kiểu mà mà gã đầu bạc hay thế nọ thế kia mà phải bán cấp 3 cấp 4 lần. Mà chỉ có hơn cái so với cái giá bình thường là 3.000 nhưng với bà con nông dân thì 3.000 trên một cân xong rồi tem mác rồi các thứ linh tinh. Nhưng mà siêu thị này chỉ tiêu thụ được có 10% thôi. Cái cái sản lượng của Văn Đức sản xuất ra rau sản xuất mẹ gì hàng tấn hàng tấn, bao nhiêu tấn một ngày ấy. Thì uh, siêu thị nó chỉ chỉ tiêu thụ được có 10% thôi. Thế là tiêu đề của cái video ấy là từ tức là người ta đang làm cái sản phẩm sạch, sản phẩm đạt tiêu chuẩn việt cấp việt cáp, người ta phải bỏ tem mát ra để bán thành cái hàng mà 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 sản xuất kiểu phun phóng mấy các thứ này này nhặt cỏ nếu mà việt gấp tiêu chuẩn thì các bạn phải đọc xem là như thế nào nhưng nó cực hơn nó mất nhiều chi phí hơn nhưng siêu thị người ta chỉ tiêu thụ có 10% phần được thôi còn lại 90% phần trăm là là bán cho tiểu thương mấy các thứ xong rồi bán vào trong trong bán ra ngoài chợ ấy rõ ràng là rau sạch và tờ rau thì làm rất là là kỳ công nhưng mà cuối cùng là là phải ấy đây tức là các bạn phải xem cái video ấy nó cũng là cái vấn đề đau đầu tức là <laughs> cái có phải là nó gặp một cái vấn đề như này này xong rồi tôi đi đường hôm qua từ hà nội về tôi thấy là là cái người ta bán một cái sạp mấy cả có theo kiểu ô tô tấn tư ấy người ta bán bưởi Xong rồi loa kêu là 5.000 một quả bưởi, 5.000 quả bưởi. Thì khi mà cái cái người người ta bánề đường 5.000 một quả ấy thì khéo không là đến các nơi nơi vùng sản xuất này chắc chỉ có 1.000 hoặc 500 đồng một quả bưởi thôi. Thì người ta mới đến cái cái người bán lẻ xong rồi bán nề đường. Người ta phải bán người ta chỉ bán được có 5.000 một quả bưởi thôi. Thì các bạn phải biết là các các cái vùng sản xuất như này khéo không có 500 đồng một quả. Để cái người bán lẻ người ta bán 5.000 đồng. Tôi có biết là bưởi ngon hay không Nhưng đại ý là với các bạn mà Nghĩ là là mộc hương này nó làm củi mấy các loại Cái kia ấy Thì cái người sản xuất Mà người ta đang sản xuất bưởi hoặc sản xuất uh, Ổi mấy các thứ này này Là người ta đang đau đáu về cái vấn đề là Chuyển sang cái loại nào Nhiều người thì người ta cũng hỏi tôi là Anh chỉ cho em cái loại nào mà 30.000 Mới 50.000 một cây một năm Thế thì các bạn trồng mộc hương này Tôi nói thật nếu mà cái loại này cái loại này là cây cây mà mà mấy tháng nhá, Màu gương này này là cái loại mấy tháng này. Chứ còn sang cái loại mà mà 2 năm như thế này ấy mà các bạn mà trồng ấy mà các bạn đến bây giờ, chẳng qua là bây giờ hiện tại giá nó như thế, còn khi các bạn lao vào trong tôi bảo như thế mà cả thị trường lao vào thì có lẽ lúc ấy nó lại sụt giảm nữa cơ. Thì các bạn phải biết là cây 2 năm ở đây bây giờ là lấy số lượng đầu nghìn trở lên thì là 200 đến 250 tùy theo cây đẹp cây xấu như thế nào. Đây tôi quay cho các bạn thì các bạn nó đã giải quyết được cho các bạn là cái vấn đề mà trồng cái gì mà 50 000 hay 20 000 một cây một năm chưa Cây mọc có 2 năm tuổi Mấy cả cái vấn đề mà cây hoa hồng mà 5 năm mà các bạn bán được 20 triệu Nhưng mà các bạn thường là tôi bảo rồi Cái vấn đề mà các bạn cứ đau đáu là cái việc là làm cái gì, trồng cái gì, nuôi cái gì Là các bạn cứ cứ hỏi thế thôi còn tôi tôi có thể trả lời cho bạn lúc nãy là bạn Phùng Văn Nghiệp à, bạn có 1400 mét vuông cái thứ. Tôi có thể trả lời cho các bạn ý Nhưng mà thường là tí nó còn vấn đề về sau nữa cơ Các bạn sản xuất ra xong các bạn bán như thế nào Đấy nó nó cũng là vấn đề Chứ không phải là là tôi khuyên các bạn là trồng vú sữa Ở đây cũng được Ở đây cái loại vú sữa này cũng rất là nhàn Tức là nếu các bạn lười Các bạn không ấy thì các bạn trồng cái công trình Nhưng phải đặt ở cái vị trí các bạn như thế nào Chứ ở một cái vùng mà mà nó đang trồng bí Dạ gạo ngô khoai sắn Mà một mình bạn làm cái ý. Thì các bạn cũng phải biết là các bạn làm thế nào để khi mà các bạn có sản phẩm Thì các bạn bán được Một là giá rẻ, hai là các bạn phải đi trước đi đầu Chứ còn ví dụ như ở tôi mà một cây vú sữa mà nó to hơn thế này khoảng tầm trăm Như cái loại này khoảng năm chục, bảy chục các bạn ở trên ý nếu mà các bạn cũng bán năm chục bảy chục thì việc gì bọn tôi phải nên lấy bọn tôi mua của các bạn đấy nó cũng là cái vấn đề chứ không phải là chỉ có bảo các bạn trồng cái gì nuôi con gì. Còn cái thứ hai là khi các bạn mà cái chăn trở của các bạn chưa đủ lớn ấy thì tôi có nói cho các bạn là hôm nay trồng mộc hương đi, bây giờ trồng mộc hương đi. mẹ đến 10 năm sau các bạn cũng không trồng. Các bạn chỉ có lên mạng các bạn hỏi thôi. Các bạn hỏi thôi. Còn nhiều anh em thì sau cái giai đoạn trồng cái gì nuôi con gì nhá, tôi mới bảo là tôi soạn cho các bạn một cái menu, các bạn phải tự chịu trách nhiệm. Và các bạn xem xem là cái gì phù hợp với các bạn Để các bạn ấy Chứ hỏi tôi thì nói thật ra là Cứ mỗi năm một kiểu Mỗi năm một kiểu 3-4 năm nó lại thay đổi một cái trào, trào, trào lưu một lần Và khi tôi nói cho các bạn Mà lúc ý các bạn mới làm Ví dụ bây giờ các bạn rong cái loại màu hương này Thì có lẽ các bạn vẫn kiếm được Đây cái loại này là rơi vào cái loại mà 2 năm Thì 200 mấy một cây Ví dụ tựa ở đây thì tùy theo Tốt xấu đẹp điếc như nhào Nhưng mà cái loại này rẻ rách Thì nó cũng tầm trăm rưỡi 2 năm hai năm trăm rưỡi là tính ra 70 mươi nghìn nhưng từ cái loại hai năm này lên cái loại ba năm bốn năm nha nó tăng giá kinh lắm đấy hai năm đầu này thì nhiều bạn bảo là ở thái bình của tôi là xin được mới cho mấy thế nọ thế kia ấy thì nói thật ra cái loại hai năm này này thì có thể là là giá bây giờ nó rẻ nhưng mà rẻ thì thực ra là mua số lượng mới rẻ thôi chứ còn các bạn mua lẻ thì ví dụ như người ta lấy của mình hai trăm hai trăm rưỡi thế về người ta bán lẻ 5 năm cây mới 10 cây hoặc một hai cây thì người ta bán như thế nào hiểu chưa đây lại để mất chai nước <laughs> cầm ngay đây còn cái loại này là mấy tháng cái này vào trong kia thì các bạn sẽ nhìn ra còn đây là tổng quát trước tại vì có khách hôm nay bảo là mua mấy trăm à mấy nghìn mấy nghìn thế là tôi bảo là thế thì xuống đây xong rồi xem giá cả bây giờ tầm này thế nào cái loại này là mấy tháng này mấy tháng này thì muốn bán bây giờ bọn này thì bẩn thuộng mấy cái thứ hai là khi tôi quay như này thì các bạn hay hay kiểu mua lẻ ấy. Cứ nghĩ đây là cái giá lẻ Nhưng tôi bảo các bạn mua 10 cây này Thì bảo cái thủy nó bán cho thì tầm hơn trăm Đấy tầm hơn trăm Nhưng mà nó sẽ cao hơn Nó thoát khoảng tầm Thoát khoảng 80 cái loại này có mấy tháng Nó không vào đâu cả nói thật bán nếu mà nó phải Đây sang cho các bạn xem hết các cái Còn bên kia thì nhiều lắm Hay là đi vào bên ý nhỉ Đi vào bên ý thì nó dọa dẫm được hơn Đây là cái loại này mấy tháng này còn chủ yếu là thứ nhất là cái chăn trở của các bạn đủ lớn thì các bạn mới bắt đầu các bạn làm Chứ hôm nay tôi bảo cho các bạn Các bạn cứ lên mạng các bạn hỏi là Theo anh thì trồng cái gì cái gì Nhưng tôi bảo là bây giờ trồng mộc hương đi Mẹ đến 5 năm sau các bạn chưa trồng mộc hương Đến 10 năm sau mộc hương nó giảm giá lại bảo ơi mẹ mày quá đợt đi không nghèo ông Tuần mới thế nọ thế kia Hiện tại các bạn làm Thì thì lúc ý Ví dụ như bây giờ mẫu đơn nó đang ở Mà tôi nói thật ra cái thời điểm này, này Các bạn vào cây là cái loại gọi là Nó nó là cái bắt đáy của thị trường rồi nó rẻ nhất rồi xong rồi mai sau thì ví dụ như bây giờ hiện tại bây giờ cây nó đang cây uh, tầm bốn năm 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 đấy tùy theo cái người chăm tốt hay chăm như thế nào nhá từ cái loại mà mà 100 đây khoảng là nhưng mà tùy theo số lượng của các bạn như thế nào cái loại này thì nếu mà gom tất cả vào thì nó đây đây như tầm này này nó chỉ rơi vào khoảng 100 thôi nó chỉ rơi vào khoảng 100 thôi nhưng mà tùy theo các bạn mua như thế nào nhưng mua lẻ hoặc là mua 10 cây thì không không làm gì được sang cái loại mộc 2 năm này nó đã rơi vào tầm đâu đó 200 đến hai trăm rưỡi rồi thân nó bằng ngón tay đây các bạn nhìn này cây mấy tháng mấy cả cây 2 năm đấy chứ còn thường là khi tôi quay thì tôi cũng ngại lắm nhá nhiều người người ta cứ mua một cây hai cây mấy ba cây xong rồi hoặc là chục cây mấy cả hai chục cây xong người ta cũng xin địa chỉ như đúng rồi tôi làm gì có thời gian mà tôi tiếp thật xong rồi nhiều khi thì cái người người ta xem ấy thì người ta bảo là ăn à nói như mày thì chỉ có chơi một mình mới mang cây về mà mà chơi mới thế nọ thế kia tức là kiểu người ta không ấy ấy người ta rất là khó tính mà bọn ở trên mạng thì các cái ấy, ấy thì bảo là đấy là một cái bọn đạo đức online đạo bọn từ gì tôi cũng không biết được đây hoa đây cái chăn trở của các bạn đủ lớn thì các bạn mới bắt đầu các bạn làm làm xong rồi rút kinh nghiệm khi các bạn vấp vào ngành nghề hoa cây cảnh này thì Thực tế là sau đấy các bạn sẽ không làm cây ăn quả và những cây ngắn ngày nữa Tại vì lợi nhuận của cái dòng bọn trồng cây cảnh này này nó cao Nhưng mà nói thật ra là tôi đang đứng ở giữa cái đất nàng hoa cây cảnh Chứ còn khi các bạn làm một cái gì đấy thì các bạn cũng phải chăn trở cả cái vấn đề đầu ra nữa Đấy đầu ra của các bạn nữa Còn như tôi để được ngày hôm nay Nhiều anh em này bảo anh bảo em cách để Đây hoa của nó đây nụ của nó đây 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 nhìn thấy chưa Để được ngày hôm nay thì thứ nhất là 3, 4, 5, 5, 6, 5 Thế là hôm qua tôi cũng bảo hai vợ chồng nhà kia kìa Tôi bảo nếu mà bây giờ muốn bán được hàng như anh ấy Mà anh bảo mày ấy Thì tốt nhất là anh à, vợ chồng mày không đi buôn đi biết gì cả Mẹ tao cứ cho một cái phòng Xong rồi tao bắt vợ chồng mày ở ở, ở trong cái phòng ấy, Đọc sách nhiều, xem phim nhiều Hoặc là tìm tư liệu để có một cái gọi là Bùi hoa sai thế nhỉ Này, như cái loại này thì nó mấy tháng thôi Nhiều ông vẫn hỏi là Thế cái trồng cây mọc này thì bao giờ có hoa Thì tôi bảo bé tí nó cũng có hoa Còn thực ra là cái việc của mình ấy Bây giờ chỉ hướng dẫn anh em Còn đôi khi chăn trở của tôi là Bây giờ khách hàng của tôi toàn những người có tiền thôi Bây giờ mà bảo là nói chuyện thế nào Với để cái người có tiền người ta ăn nhập Thì mình nói thật ra là Mình trái biết là nói, nói với người có tiền như thế nào Bây giờ người có tiền là người ta ví dụ như tiền tỷ đến chục tỷ, hai chục tỷ, trăm tỷ Mẹ người ta lắng, người ta nói để mình nghe Mình còn phải phải mon men đến để nghe xem người ta nói cái gì Người ta tâm sự thế nào, người ta cách kiếm tiền thế nào Bây giờ tôi nói thế nào để cho các ông nghìn tỷ bây giờ nghe bây giờ Còn bây giờ toàn là toàn là những anh em kiểu bây giờ đang đang đau đớn dậy tương lai nhưng mà mẹ ở nhà toàn xem phạm thoại với các thứ thì làm sao mà các bạn các bạn tập trung các bạn làm ra sản phẩm được ngay cái việc ví dụ như mọc hương ta này mà thành lục bình lục viết tôi cũng hướng dẫn các bạn rồi nhưng các bạn có, cũng có chịu làm đâu xong rồi lên mạng thì cứ hỏi tôi là theo anh trồng cái gì và nuôi cái gì còn nhiều lắm hôm qua tôi đến cái xưởng gốm cũng vậy bạn kia bạn <laughs> bạn chia rẽ <gì? cười> cho tôi cách trộn xi măng với cái gì gì ấy tôi bảo bây giờ xi măng cái dòng xi măng siêu nhẹ nó đang nó đang mới ở tôi thì làm sao mà người ta chia sẻ cho các bạn được Còn để tôi thân với người ta thì cũng phải mấy chuyến Đây mộc hương đài hoa này nụ này Còn thực ra là nói thật ra là Cái loại này này Các bạn lấy về xong rồi 3-4 năm nữa Là các bạn cái dòng 2 năm này này Là chưa lẩy tiền lắm đâu nhưng mà tính ra các bạn biết là ví dụ như các cái loại <laughs> các cái loại này, này bán số lượng ở đây là cây 2 năm như cái tầm như thế này nó đã rơi vào tầm Tầm hơn 200 rồi <laughs> Cây 2 năm Mẹ con mũi nó bay vào họng Còn các bạn mua lẻ nha Tôi bây giờ ở đây là 200, 200 rưỡi lấy đầu nghìn Thì là đầu trăm Tách ra thì cũng phải tầm 300 rưỡi, 400 Thế từ 200 rưỡi mà lên 300 rưỡi là 100 nghìn đúng không 100 nghìn mà nếu mà lấy đầu trục Đầu trục Bây giờ phải xét à phải nói ra cái vấn đề là giá giá theo số lượng. Ở đây là 200 hay 250 cứ cho 250 đi. Tại vì có các cái dòng mọc mà nói thẳng ra là nó phải tùy theo cái việc ví dụ các bạn có mọc nha về các bạn tuốt như thế này này. Nó phải tùy theo số lượng như thế nào và quy cách cây ra sao nhưng mà cái tạng như thế này này ngón tay này. Đấy, thoát có thoát thân, thân như này, tầm như thế này ở đây là nó rơi vào tầm 200 đến 250 cứ cho 200 đi. Là cái giá rẻ nhất đi số lượng đầu nghìn Thế bây giờ 200 số lượng đầu nghìn Mà các bạn bảo lấy 100 cây Thì nó phải lên đến tầm 300 300 mà nếu mà lấy đầu trăm Thế là nãy được 100 100 À đâu đéo được Ờ 100 nghìn 100 nghìn Thế là được 10 triệu à Ờ 10 triệu thì may ra làm được Tức là đâu đó nếu mà cái loại này Các bạn lấy đầu trăm là 300 nghìn Thế đầu trục nó phải rơi vào tầm 400 Đấy 400 Về thì người ta bán nẻ Theo kiểu uh, bán 1 cây 2 cây thì người ta phải bán 600. 600 cái loại này. Đấy nên chậu thì người ta sẽ bán được tầm triệu. Đấy, chứ còn không phải là tôi báo là 200 250 ở đây xong rồi các bạn bảo cho 2 cây với 3 cây. Tôi phải phân loại rõ ràng ra là ở đây là 200 với 250. Cao này nó cao 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 quá vai tôi, cả bầu nó phải 10 phân nữa là tầm mét mét rưỡi. Ở đây 200 250 nhưng số lượng đầu nghìn. Đấy, nếu mà các bạn lấy đầu trăm thì nó phải lên lên 300. Đấy các bạn lấy đầu trục Thì nó phải lên 400 Đấy 400 500 Đấy xong rồi về các bạn bán lẻ Thì đâu đó nó vào 600 700 Chứ đừng có nghĩ là mẹ Mình báo 200 200 rưỡi cứ cứ cho một cây với hai cây xong rồi xin địa chỉ Ôi trời Mà lõi thì các ông như này chửi mình Quay ra chửi mình Nà mày ăn nói như thế thì mà chỉ một mình mày chơi thôi thế nọ thế kia của nhà mày tất mang về mà thờ mới làm ấy còn lại quay ra cái vấn đề là các bạn ấy bảo là Nam Định Thái Bình bây giờ rẻ lắm Cho xin cho Các bạn cứ thấy ở đây tầm đầu chục vạn Cái loại này này Nhưng các bạn xuống đây xin đi Còn đôi khi ở trên mạng thì các ông nói hổ báo lắm Theo cái kiểu cây của ông mà kể cả con ông nhá Có ỉa ra cất thì con ông ỉa ra cất vẫn thơm Người khác thì mẹ con người ta ỉa thì thối <laughs> Cái nhà của nhà ông là, là tất Sức lao động của các ông cũng vậy Mẹ nói như người ta trồng ra cây mọc 2 năm các bảo rẻ lắm xin xong rồi làm củi. Nhưng mà thu nhập của các ông ấy, thu nhập các ông mà ai bảo là trả 2 3 triệu một tháng là đéo bao giờ làm. Các ông là nhất, các ông là bố đời. Còn đôi khi nghĩ đến các cái chuyện mà rau việt gáp mà xong rồi phải thế à thật nó nó thế nọ thế kia là tôi đau lòng. Còn đôi khi mua rẻ thì là là với những người kiểu người ta lợ lần hoặc là bốc bát họ ấy. Là người ta ấy ấy, người người ta phải bán rẻ cho các bạn còn đôi khi ví dụ như các bạn biết cái địa chỉ này nó nhiều màu hương nhưng đôi khi muốn được cái giá rẻ thì cái thứ nhất là ví dụ như là người ta đang nợ ngân hàng hoặc người ta cần tiền người ta trả mặt bằng thì giá nó mới rẻ được thì đấy là nhiệm vụ của tôi chứ các ông cứ nghĩ là mẹ xin được mới cả làm củi mới thế nọ thế kia không không ai trồng ra xong rồi chăm sóc để cho các bạn để cho các bạn xin xong rồi các bạn này còn nói cái câu lặng lề là cho ta, tao còn đánh cho Mẹ các bạn đã là cái gì mà người ta phải cho? Nói thì mẹ đấy ăn ăn học như thế đấy thì các bạn tư duy như thế thì làm sao mà các bạn thành công được? Các bạn chưa thành công là còn hạnh phúc cho xã hội đấy. Mẹ các bạn mà thành công thì mắt cứ đi cứ trợn mẹ lên giỏi Học cái tư duy đi đã. Mẹ đấy cái cái những cái người ấy lại rất hay đau đáu là thế nọ thế kia nên mạng cứ hùng hùng hổ hổ nhá. Đây còn vào cái vườn kia thì nó sẽ đẹp hơn. Đây là cái video gọi là tổng quan đã để để cái mùa mộc hương này tôi sẽ bán được đầu vạ Đấy là cái cách mà nhiều bạn bảo là làm thế nào để bán được nhiều hàng với thế nọ thế kia ấy. Chứ còn nếu mà bây giờ mà các bạn bảo là mộc hai năm rồi giá tầm này tầm này thì thì lúc ấy lại không bán được hàng lại hỏi tôi là bí quyết. <laughs> vâng anh uống đi. Đây. Còn, còn dọc ra ngoài này Thì tôi cứ nói vào ở đây Xa xa đây thì thoải mái ra Xa xa đây cho thoải mái Cái loại này thì có mấy tháng thôi Nhưng mà mọc nó cũng chậm lớn Thì đâu đó nó Nó rơi vào khoảng tầm 3-4 tháng Khi bạn trồng từ hàng bịch này Không phải cũng phải 5 tháng cái dòng này 5 tháng mới là cái dòng này Còn như cái dòng này là nó là cái dòng mà hai năm Đây các bạn nhìn này Như cái này quá đẹp luôn Đấy nó cao như thế này nó cao bằng nó cao bằng mắt tôi Cây này cao bằng mắt mình Cây này nói thật ra là nếu mà Đấy cái cây bên cạnh này này Cũng 2 năm Con này thân bằng ngón tay bán rất là to đấy. Đây. Cái loại này ở trên mạng là Anh thọ hôm trước anh bảo là 350 đấy 350 Tức là anh ấy mới đăng ở trên hội Màu Hương 350 cây này, này. 350 nhưng mà 350 là các bạn Có 2.000 cây Chắc là anh ấy bán đầu nghìn chứ anh ấy không bán nhiều bạn bảo cho chục cây mới báo giá trăm cây anh bảo không không bán nẻ trăm cây vẫn là bán nẻ thì các bạn lại cứ nghĩ bảo là mẹ cái nơi ở nam định mới thế nọ thế kia rẻ lắm mới thế nọ thế kia nhưng mà các bạn cứ nghĩ là rẻ xong rồi cho mấy cả cho tao tao còn đánh cho mẹ nhưng đi làm mà 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 thằng nào nó trả các bạn 2 triệu một tháng là ui rồi thế nọ thế kia đây Đấy các bạn cứ bảo là trồng cây gì nuôi con gì Mấy cái thứ hai nữa khi các bạn làm ra sản phẩm mộc hương này nhá Thì thì là đôi khi là các bạn cũng phải phải 200 từ 200 trở lên Nhưng mà 200 với cây 2 năm thì các bạn đấy Nhưng mà qua cái mùa mộc hương này khi các bạn Cái mộc hương này này <laughs> Cái dòng mà 2 năm này thì nó khá là nhiều Nhưng cái dòng ở nhà ấy, từ cổ tay lên 5-6 năm ấy, Thì các bạn cứ hình dung là từ cây này mà 200-250 rưỡi các bạn trồng lên cái loại mà 4, 5, 5, 5, 6, 5 Thì nó giá bây giờ nó lại tầm 3 triệu Đấy Cái cây 2 năm này thì Các bạn cảm giác như như tầm 200 hay 200 rưỡi này là vẫn đắt Tại mỗi năm sẽ được nãi khoảng 100 nghìn một cây một năm Đúng không? Nhưng mà lên cây 3 năm, cây 4 năm, 5 năm 5 năm, 6 năm Các bạn trồng thêm 4 năm nữa Thì bây giờ nó lại là 3 triệu Thì cái gốc nó phải gần cổ tay rồi Nó phải là 3 triệu còn nếu mà ông nào mua mua số lượng thì bạn cứ bán tầm triệu rưỡi Thêm 4 năm và tăng giá lên khoảng tầm hơn triệu Thì mỗi cây nó... Đấy các tôi mới nói cái câu chuyện như vậy Còn bà con nông dân thì bỏ một đống tiền xong rồi Bỏ một cái ruộng như thế này Không thể chờ một sản phẩm nào 4 năm, 5 năm, 6 năm Mới bán tất cả như này Còn ở đây thì cái loại 2 năm là, là rất là nhiều Nhưng mà tìm những cái loại bằng cổ tay hoặc là Là nó tầm 4 năm thì không có Các bạn hình dung chưa? cây cối hay là con người cũng vậy một năm hai năm bà con ở đây cũng vậy cứ hai năm như này là bán đắt rẻ cũng bán chứ còn chờ một sản phẩm 5 năm mới sáu năm thì trừ khi ví dụ như đánh ở đây này nó ngoài lọc 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 hoặc là bán có năm sáu luống như này này bán hết còn ế một ụ luống thì người ta lại đánh giãn ra thì sau đấy ba bốn năm thì sẽ có khoảng trăm cây tầm bốn năm 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 sáu năm để bán cho các bạn cái hàng to chứ còn đôi khi các bạn không hiểu hoặc là chưa kiểu các bạn không không tôi mới bảo rồi cái nguyên tắc mà để các bạn hiểu những gì tôi nói là đầu tiên các bạn phải có nhu cầu mua cây cái thứ hai nữa là các bạn phải có nhu cầu bán cây tức là cả nhà các bạn có thì các bạn mới hiểu còn đôi khi các bạn chỉ là người chơi xong các bạn muốn dìm giá người ta để các bạn mua được giá rẻ thì làm sao mà hiểu được lời tôi nói thì mộc hương ở nam định thì bây giờ rẻ lắm giá rẻ như cho. Không ai trồng cây 2 năm 3 năm chăm sóc như thế này để cho các bạn cả. Còn các bạn mà cứ kiểu cái suy nghĩ của bần cố lông ấy tức là thu nhập thấp ấy thì các bạn cứ cứ bà con các bạn hoặc các bạn cũng thế. Sinh nhất trần đời, người khác thì xấu. Nhưng mà cái cái vợ hàng xóm thì luôn làm ta thèm thuồng toàn 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 đề cao cái của bản thân thôi còn người khác thì mẹ là cái hàng cho với cả cho cho các bạn các bạn còn đánh cho còn giá thì sơ qua tôi nói cho các bạn cái hàng này ấy, đây là cùng một muỗng cùng là mộc hai năm nhưng mà những cây như thế này là anh anh thọ anh ấy báo trên hội là ba trăm rưỡi anh có hai cây hay là bao nhiêu đấy các bạn bảo cho tôi chục cây Mới báo giá đầu trăm anh bảo không bán nẻ là các bạn phải cũng phải hình dung những cái loại cây như thế này thì đấy thân của nó thì bằng ngón tay 2 năm là 200.000 đến 200 rưỡi Đấy ở đây là đã là 200.000 200 000 Nếu các bạn tôi đã nói rồi, ở đây giá đầu nghìn là 200.000 200 000 Thì ở đây mỗi nhà thì nó đâu đó khoảng từ 1.000 đến 2.000 đến 3.000 cây một cái cây 2 năm này này. Các bạn tính ra 2.000 cây mà giá 200 rưỡi là là được bao nhiêu? Là được tầm 400 triệu à. Tức là cứ tính là 200.000 đi, 1.000 cây nó là rơi vào 200 triệu. Đấy 200 triệu Nhưng mà 200 triệu một cái cái mảnh ruộng Thì thực ra với các bạn thì là to Tại các bạn là cái kiểu là 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 dân văn phòng ấy Tài sản của các bạn mỗi ngày đi làm là Chỉ có con SH và một cái laptop Thì các bạn nghĩ là người nông dân cứ vứt 200 triệu Ngoài đồng này là to Xong rồi ở làng này thì Nó đâu đó khoảng tầm hai vạn cây đi Hoặc hai chục vạn cây đi Các bạn tính ra là nó rất là nhiều tiền Nhưng nông dân là thế con Tuấn Châu cũng vậy Ngày nó rong khoảng 30 con châu Mỗi con châu khoảng 30 triệu Nó rơi vào 900 triệu đấy Nó rong ra đồng đấy Các bạn cứ có hiểu đâu Các bạn cứ nghĩ là Mẹ bây giờ làm việc văn phòng ở Hà Nội Nó vất vả mấy cả nó Thế nọ thế kia Bỏ phố về rừng Trào lưu bỏ phố về rừng Mẹ tôi hôm, hôm trước đi lên khu rừng đấy Khu rừng ấy những cái nhà của đại gia Mẹ toàn Toàn ở trên ý này Toàn tầm tiền chục tỷ Mấy hai chục tỷ Mấy ba chục tỷ thôi còn các bạn cứ nghĩ là là các bạn đã là hắc xì sằng các bạn sướng. Nhưng người nông dân ở đây toàn vứt mấy trăm triệu ngoài đồng này. Đấy còn nếu mà các bạn đến đây mà mua một cây hai cây nếu mà dẻo mồm xong rồi nịnh người ta thì chắc là người ta đánh cho một hai cây nhưng thường là không có. Nói nhiều ông cứ mua một hai cây cứ xin địa chỉ tôi bảo đấy là cái giá như thế. <laughs> còn sơ qua nói cho các bạn biết là như thế Đây hoa đây nhiều bạn ở trong kia thì các bạn cứ bảo là cái loại mộc hương này là là, là làm làm cái gì ờ, củi hay gỗ hay thế nọ thế kia <laughs> còn cái thứ hai nữa đây này cái mầm dọc thân này các bạn về các bạn tuốt đi đây nhá cái mộc 25 như thế này nhá nó cao như thế này là mét sáu rồi chưa tính bầu thì nó ở đây nó là hai trăm hai trăm rưỡi số lượng đầu nghìn thì uh, đầu trăm cũng phải đầu trăm thì bán cho các bạn 300 trăm thì được đâu đó là 50 mấy 100 nghìn một cây 50 là được 5 triệu Đấy được 5 triệu nó vẫn còn thòm thèm tức là 300.000 số lượng đầu trăm à, 300.000 số lượng đầu trăm thì à, đầu trục phải 400.000 Đấy, đầu mua 10 cây một đấy là 400 nghìn một cây Thì các bạn mua lẻ thì đâu đó người ta đi chợ Người ta bán cho các bạn phải tầm 600 600 cây này là đúng Đấy, tầm 500, 600 còn khi tôi báo giá các ông cứ bảo cho 3 cây với 4 cây không không có cái cái giá ấy được. Ở đây là số lượng đầu nghìn là 200 đến 250. Mộc 2 25. năm. Thân nó bằng từ ngón tay. Nó có thoát thân. Cao cây thì từ vai tôi trở lên. Như cây này tôi đứng dưới luống nó đã cao mét rưỡi rồi. Thì nó nó ở đây nó à đây là mét rưỡi này. Đến mắt tôi là mét rưỡi này. Thì cứ nhận từ vai. Đấy. Rất nhiều. Mỗi, mỗi nhà chỉ có khoảng tầm 1.000 đến 2.000 cây thôi Mà các bạn cứ tính là 1.000 đến 2.000 cây thì cứ 1.000 1.200.000 là 200 triệu Cứ 2.000 cây là 400 triệu Thì các bạn cứ khen là lông dân gì giàu mới thế nọ thế kia Nhưng thực tế tôi bảo rồi các bạn kiểu ở trên mạng các bạn Thứ nhất là là kiểu 15, 16 các bạn chưa trải sự đòi Chứ còn nông dân người ta cũng không không phải không có tài sản đâu Nói là nông dân nhưng mà đấy như con thằng Tuấn Châu ấy Mẹ lúc nó đi làm thì có cả quần vá Nhưng khi nào đi ăn chơi là con CX5 sẵn sàng ở nhà nó CX5 ngày xưa chúng nó bảo tỷ mấy ấy Mình cứ trêu nó, mình bảo Tuấn Châu CX5 Nó bảo thôi thôi đừng nhắc đến nữa, nó lại chửi mình Các bạn có biết đâu Cứ nghĩ là nông dân là khổ, nông dân là không có tài sản à Cái loại này thì có lẽ là không đến 2 năm Các ông cứ bảo là, các ông ngoài kia uống nước cứ bảo là cái loại này đẹp thôi Bảo là chưa phải là đẹp Đôi khi nếu mà các bạn nọc được những cái loại như thế này này Thì các bạn sẽ bán được giá cao hơn Còn đây cái nào tôi nói giá như thế không các bạn ấy nhá Đây con này cũng sâu đục thân à này. còn từ cái loại này này mà nó lẩy tiền ra kinh nhất thời điểm này là cái loại từ cái loại này trồng thêm 3 bốn năm nữa những người nông dân mình là không không chờ không kiên nhẫn được kiểu ý trồng cây 2 năm là đã muốn bán rồi để thu hồi vốn rồi nên các bạn sẽ thấy là cái loại này các bạn ấy bảo Nam Định Thái Bình rẻ như cho không có đâu. Cũng 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 từ 200 đấy. Chứ còn nếu mà cái loại này mà 2 năm mà chục thì kéo nát hết thị trường. Mấy cái thứ hai là chỉ cần là Nam Định Thái Bình chục ở đây nó sẽ bán là 80 mới 100. <laughs> thị trường người ta nghe ngóng tốt lắm. Nó do thị trường điều chỉnh. Đến đây là chưa đến mùa mộc hương đến mùa mộc hương bắt đầu nó nó ấy nên thì các bạn sẽ thấy nhiều người đang ở trên hội cái dòng này thì rất là nhiều nhưng giá cũng không phải là rẻ đấy vì tôi ớn lạnh cái vấn đề này đây tôi bảo tôi lấy ở đây là khoảng 200 200 rưỡi tôi biết bán nó ra như thế nào bây giờ ví dụ người ta lấy ví dụ tôi lấy khoảng tầm một vạn cây mà cứ 10 ông 10 ông một cứ mỗi người lấy trăm cây thì dễ tiến hành đấy cắt luôn bán luôn tại ruộng nhưng đôi khi cái dòng này rất nhiều cho nên là cũng nhiều người bán Xong rồi đấu đá xong rồi thế nọ thế kia Xong rồi các bạn lại chủ yếu là các bạn mua 5 cây mới 2 cây mới 3 cây Xong rồi kể lẻ hoàn cảnh Xong rồi ha, mua 2 cây 5 cây lại cứ muốn là cái giá người ta báo đầu nghìn Xong rồi chửi Xong rồi lên mạng cứ hùng hùng hổ hổ Thật là tài quá đi mà Còn cái dòng này nhá Các bạn đây dành cho các bạn Mẹ cầm tự nhiên cầm trên nước cứ đi rơi Các cái dòng này này Nó lẩy tiền ác nhất là cái dòng này phải chờ thêm chồng với 2 3 năm. Nhưng mà giá của hiện tại là như thế. Giá của hiện tại ba con bây giờ mà trồng thêm khoảng 2 năm nữa mà nó đang niền chân như này nó lớn nhanh lắm. Mẹ 2 năm nữa mà nó cứ 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 thể trạng như thế này á thì 2 năm nữa thì cái cái vanh này của nó chắc là tầm 6 7. Thì là chắc 2 năm nữa thì khéo nó lên đến hơn 10. Mấy mấy ấy, 12. Thì lúc ấy nó tầm 500 700 nó đơn giản. Các bạn hình dung chưa? Nhưng mà bà con kiểu nhiều quá mấy cái thứ hai là không biết là hai năm sau nó đi về đâu Cho nên thôi cứ biết ngày hôm nay là mọc 2 năm tuổi là 200, 200 rưỡi Chứ còn biết đéo đâu thị trường nó nó lơ nga lơ ngơ Bây giờ mày bảo trồng thêm 2 năm mà giá hiện tại bây giờ đang 1 triệu rưỡi hoặc một triệu Trồng thêm 2 năm nữa nhớ mọc nó đi xuống xong rồi Thế nọ thế kia nhưng có những người người ta liều đấy Có những người tầm này hỏi là không bán cái loại 2 năm đâu Bố cứ chờ thêm 2, 3 năm nữa rồi bố bán Thế các bạn hình dung là cái thì đấy cũng là cái cách mà các bạn có thể lấy cái loại này các bạn trồng. Chứ còn hiện tại bây giờ ví dụ như cái dòng 10 10, 10 uh, ví dụ 12 cái dòng vanh của 12 ấy. Vanh 12 bây giờ đéo biết là vanh 12 tầm như thế nào. Vanh 12 nó cũng phải nó phải tầm trên cái nắp này. Đúng rồi, nó phải trên cái nắp này. Trên cái nắp này mà bây giờ tầm 500 là chắc là 500 là là là, là hết đấy. Nhưng mà cái chính là nó phải thoát thân như thế nào nhá Chứ còn hầu như hàng bụi với cả tán nó lơ sơ lơ sơ ấy Thì có lẽ cũng chỉ 350, 400 350, 400 Nhưng mà đấy là giá số lượng đấy 350 cái vào dòng vanh, vanh vanh 12 ấy 350 cái vòng vanh 12 mà bây giờ ở đây là 200, 250 Thì trồng thêm 25 thì thì đâu được cho nên là các bạn hình dung như thế còn ở dưới nam định thái bình nếu mà bây giờ cái dòng này hai ở đây hai trăm hai trăm rưỡi mà ở dưới nam định thái bình mà bảy chục thì là các bạn cái hàng hàng ở dưới mà bảy chục cái loại này này hai năm mà mỗi năm được ba ba năm nghìn đi thì người ta sẽ hết sạch mấy cái thứ hai là tự thị trường điều chỉnh người mua người ta bảo ối dưới nam định thái bình cái dòng dòng hai năm này ở đấy có bảy chục thì ở đây lại sáu năm nghìn Đấy nhưng mà giá ở đây số lượng lớn vẫn là vẫn là 200 250 thì cái thông tin như bạn ấy bảo là ở dưới Nam Định Thái Bình eh, xin được với cả thế nọ thế kia rẻ như cho là không có. Tại vì giá nó do thị trường nó tự điều chỉnh, nó do thị trường nó điều chỉnh. Tức nhiên khách về đây bảo hoặc là các ông cũng nắm thông tin các ông cũng nên hội nên mạng các thứ. Và cái loại này ở trên mạng bán có 70 thôi, tự người ta điều chỉnh. Các bạn hình dung chưa? Nhưng mà mộc thì đấy các bạn biết là hai năm nó chỉ được thân bằng bằng ngón tay thôi, có cây nó bé lắm. Đây ngón tay. Đây. đây như nhặt cây này này, những cây này. cái này thì anh Thọ anh bán 350. rưỡi, nói nuôi ông Thọ vào đây là ông ấy lại bảo là mẹ mày mày lại cứ, cứ bảo tao bán đắt. Đấy còn sơ qua cho các bạn biết về cái thị trường như thế, trồng cái gì nuôi nuôi con gì. Mấy cái thứ hai là khi mà các bạn trồng được rồi, các bạn này phải đau đáu là làm thế nào để nói để có nắm người theo dõi xong rồi chúng nó vào chửi cũng được nhưng làm ơn là nhiều người xem <laughs> để tao bán được hàng xong rồi thế nọ thế kia nhưng mà tôi vẫn là trên cái tinh thần là tôi sẽ chia sẻ chia sẻ những gì tôi biết để thay đổi cái nếu mà các bạn tốt được cái tư duy ấy còn quan trọng nhất đến cái giai đoạn này của tôi không phải tiền nong hay là thế nọ thế kia cái cái gốc rễ vẫn là cái đạo đức nhưng mà bây giờ tiền nong hay các thứ nó cũng không quan trọng với tôi đâu còn đấy, vấn đề giải quyết cho các bạn là trồng cái gì Còn các bạn muốn mua hàng thì đấy Kể cả nếu mà về đây mà các bạn cũng phải hiểu là đấy là cái giá đầu nghìn Xong rồi nó lại tả thập cẩm Các bạn uh, đi sâu hoặc là các bạn cũng phải mất tầm một ngày Ở đây thì sẽ tìm được những cái ruộng mà nó đều Nó đều như này này Chứ nó không phải là thành như thế này Cái loại này thì cũng hơn trăm nghìn đấy Cũng không phải là eo ọt đâu Thân nó chỉ bằng hơn điếu thuốc Hơn trăm nghìn cái loại này đấy nhưng mà nó tả thập cẩm này Nếu các bạn tìm được những cái loại mà nó đều đều như này này Về cắt nô thì nó dễ Như cái ruộng này thì nó nó hơi tả thập cẩm Nó không được đều Sơ qua cho các bạn biết như thế không Mẹ mình cứ đăng cái video này lên này Cứ cứ để cho tôi hai cây mới phải ba cây mới một cây Mệt hết người Không rồi không ấy thì nói chúng nó chúng lại chửi Mày nói như thế thì mày cứ để mà Thờ mới thế nọ thế kia Nhưng thực tế ở đây là thế này Ôi, chụp cái ảnh để đang uh, quan trọng nhất các bạn đang 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 muốn hỏi là trồng cái gì nuôi con gì. Thì nói thật ra là cái chăn trở của các bạn chu được chưa đủ lớn. Còn mỗi ngày tôi quay cho các bạn những cái sản phẩm như vậy, giá như vậy. Các bạn xem xem các bạn có làm được hay không. Mấy cái thứ hai là đôi khi thì các bạn có một cái diện tích đủ lớn như thế thì các bạn phải trồng đa dạng. Chứ các bạn không 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 thể dồn tất cả để trồng mộc hương được. Các bạn phải trồng đa dạng cả hoa giấy cả mộc hương. Trong đôi khi khi các bạn vập vào cái thị trường hoa cây cảnh này này. Các bạn sẽ không nghĩ đến cái việc ví dụ như hoa cây cảnh này nó có bẻ đi chăng nữa. Khi các bạn trồng mà không bán được ấy. Các bạn cũng không nghĩ đến cái việc là là trồng cây ăn quả để thu quả đâu. Bưởi 5.000 đấy, tôi kể câu chuyện đầu video ấy. Mấy cái thứ hai nữa là đôi khi các bạn có thể là vấp vào mẫu đơn, vấp vào mộc hương nhưng cái quan trọng mà các bạn không bán được hàng Nhưng tư nó bảo là nói phép Tao còn ế đầy thế nọ thế kia ấy Thì là do cách các bạn truyền tải thông điệp như thế nào Cách các bạn chia sẻ thế nào Còn đôi khi trong cuộc sống ấy Các bạn cho đi thì các bạn sẽ nhận được Tôi cho đi thường xuyên cho nên là cái tôi nhận được nó là xứng đáng Chứ các bạn không cho ai cái gì Thì cứ hy vọng là đến một ngày như mình là không được Đấy Các bạn cho đi bằng cái giá trị thực nên tôi nói không có gì sai cả Đấy ông nào cứ bảo là ở Nam Định Thái Bình rẻ như cho thì các ông cho tôi cái giá xem Nam Định Thái Bình cái cỡ như thế này người ta bán bao nhiêu tiền. Hoặc các bạn phải có thứ nhất là các bạn phải có nhu cầu mua thì các bạn vào Nam Định Thái Bình các hỏi cái cỡ như thế này là người ta báo cho các bạn 200 200 rưỡi như ở đây xem xem ở đây thôi. Mấy cái thứ hai là các bạn có nhu cầu mua, cái thứ hai là các bạn có nhu cầu bán. Thì các bạn mới hiểu là Nam Định Thái Bình cái cỡ như thế này cũng tầm như vậy chứ không có rẻ. Các bạn hiểu chưa? Còn đôi khi vì là các bạn không có nhu cầu mua cũng không có nhu cầu bán. Cho nên chỉ có mong cái người nông dân chết đi thôi. <laughs> mẹ chặt. Mới thế nọ thế kia tao mới vui, nhưng khi người ta chặt một phát là lại lên mạng chửi, kêu mẹ gì cũng chửi được. Các bạn hình dung chưa? Kiều gì cũng chửi mà. Tại vì người ta không phải là người thân của các bạn, cũng không phải của các bạn. Còn đôi khi người thân mà anh em trong cùng một nhà nhưng mà thằng thằng anh hay thằng em nó giàu hơn mình là mình cũng cũng ghen tị, cũng đố kỵ, cũng thế nọ thế kia. Nhưng con người ta có có được như mình đâu. <laughs> Đấy. Thôi thế thôi nhá.